Từ mảnh chiếu Uzu, họa sĩ Minh Mẫn, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật An Giang đã dùng bút lửa đốt thành những bức tranh vô cùng thú vị. Phải qua nhiều công đoạn và mất nhiều thời gian từ việc photo bản gốc, scan hình ảnh vào mảnh chiếu rồi nhìn bản gốc để đốt, mất nhiều ngày họa sĩ mới có được tác phẩm hoàn chỉnh. Đối với tranh chiếu Uzu, đòi hỏi người họa sĩ phải yêu nghề, cẩn trọng, khéo léo từng chi tiết. Do mảnh chiếu Uzu có nhiều ô chéo đang xen lẫn nhau, rất khó đốt nóng thành họa tiết. Đốt của chiếu Uzu này thì nó hơi khắt khe, có cái là mình đốt phải kỹ càng. Tức là mình cầm cái ngòi bút lửa xuống tới đâu thì phải chắc ăn cái ngòi bút đấy, chứ không phải mà bừa bãi như tranh sơn dầu hoặc là tranh acrylic được. Hiện phòng tranh của họa sĩ 75 tuổi Minh Mẫn có hơn 30 tác phẩm được khách hàng đánh giá là độc nhất vô nhị ở miền Tây. Sở trường của ông Mẫn là sáng tác thể loại chân dung. Ngoài bán tranh, ông cũng sáng tác theo đơn đặt hàng của khách.